Nữ tài xế say xỉn gây tai nạn rồi bỏ chạy ở Bình Phước. Sau tai nạn, nữ tài xế lái ô tô bỏ chạy gần 7 km mới dừng lại khi có lực lượng chức năng chốt chặn. Kiểm tra, nữ tài xế có nồng độ cồn 0,4mg trên 1 lít khí thở. Ngày 11 tháng 7, mạng xã hội Facebook xôn xao nhiều đoạn clip ghi lại hình ảnh người dân truy đuổi chiếc ô tô bị bể bánh do nữ tài xế điều khiển. Chiếc xe này được coi là phương tiện gây tai nạn nhưng bỏ chạy. Sáng cùng ngày, chỉ huy đội cảnh sát giao thông công an huyện Hướng Quản, tỉnh Bình Phước xác nhận vụ việc xảy ra trên địa bàn vào chiều ngày 10 tháng 7. Theo nội dung từ clip, nữ tài xế này đã gây tai nạn trước đó với một xe máy rồi bỏ chạy nên bị người dân đuổi theo. Nữ tài xế lái xe bỏ chạy gần 7 km mới dừng lại khi có lực lượng chức năng chốt chặn. Theo kết quả xác minh ban đầu, khoảng 17 giờ chiều ngày 10 tháng 7, anh D. L. điều khiển xe máy lưu thông trên tuyến đường liên xã hướng từ thị xã Bình Long đi xã Tân Hưng, huyện Hướng Quảng. Khi đến địa bàn trên thì xảy ra va chạm với ô tô biển kiểm soát 93A317XX do nữ tài xế ML điều khiển theo hướng ngược lại. Vụ tai nạn khiến cả hai phương tiện cùng hư hỏng, anh DL bị thương nhẹ. Đáng nói, sau tai nạn, nữ tài xế không ở lại giải quyết vụ việc mà lái xe bỏ chạy nhiều km, bất chấp một bánh xe phía trước bị bể. Lúc này, người dân chạy xe máy đuổi theo để chặn ô tô này lại, đồng thời báo cơ quan chức năng. Sau khi nhận được tin báo, đội cảnh sát giao thông công an huyện Hướng Quản đã báo các lực lượng phối hợp chặn bắt. Khi nữ tài xế này đi trên quốc lộ 13, đoạn thuộc phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long, thì bị lực lượng chức năng chặn bắt. Kiểm tra tại chỗ, bà ML có nồng độ cồn vượt quá 0,4mg trên 1 lít khí thở. Chỉ huy đội cảnh sát giao thông công an huyện Hướng Quản cho biết đang hoàn tất thủ tục để xử lý nữ tài xế theo quy định.